Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình xin chia sẻ là món giò sống. Hôm nay mình làm 6 phao thịt. Món này mình có thể làm chả lụa cũng được. Ở đây mình có nguyên liệu 6 muỗng canh dầu ăn, khoảng 6 tablespoon. Nước mắm cũng là 6 muỗng canh. Bột khoai tây là 70 g. Bột niêm gà 2 muỗng cà phê. Tiêu 1 phần 4 muỗng cà phê. Đường 2 muỗng canh rưỡi. Tỏi mình dùng 5 tép tỏi mình bầm ra nhỏ nha. Cái này bột nổi nè, mình dùng 2 muỗng cà phê bột nổi. Đây mình dùng bột khoai tây này nha. Mình dùng nước mắm ngon. Ở đây mình trộn hết vào đây. Mình trộn hết và cho dầu vào đây. Nước mắm 6 muỗng canh. Này là cho bột niêm luôn. Tiêu. Đường. Đây mình trộn lên ha. Đây mình cho tỏi vào luôn. Để vào tủ đá cho nó lạnh. Bây giờ mình nói về thịt nha. Cái thịt này mình mua về, mình cắt nhỏ ra như vậy, mình để trong tủ đá khoảng 3 đến 4 tiếng đồng hồ. Sau đó mình thấy nó xốp xốp. Nó xốp xốp như vậy nè là được ha. Chứ đừng có làm thịt mà nó không lạnh á thì làm ra thịt nó không có dai, không có giòn. Lưu ý nữa là mình mua thịt tươi. Mình mua thịt mà nó mới mổ xong là ngon nhất. Cái thịt mình để 4 độ C trở xuống là thịt nó mới ngon. Bây giờ mình cho 2 muỗng teaspoon vào cái bột này luôn. 1 muỗng, 2 muỗng. Cho bột nổi nha. Khoảng 2 muỗng cà phê á. Giờ mình để qua đây, để một bên. Bây giờ mình cho thịt vào đây xay ra. Mình để thịt mà nó rời rời như vậy. Hôm nay mình dùng số lượng hơi nhiều, dùng có 6 phao. Bây giờ mình chỉ xay ra thôi. Mình xay ra là lát mình đem qua cái máy khác mình quết. Xay vậy là được rồi các bạn. Nó nhuyễn như vậy nè. Lát mình đem qua máy khác mình quết, chứ mình không có quết bằng máy này ha. Mình xay tiếp. Mình xay thêm 2 lần nữa nha. Đây là mình xay xong 37 giây rồi các bạn.
Đây mình xay thêm 20 giây nữa nha. Cứ tiếp tục là xay hết thôi. Thế nó dẻo lắm các bạn. Chưa làm mà nó dẻo như. Mình dùng cái máy này mình làm số lượng ít á, mình dùng cái máy này mình quét cũng được nha. Dùng cái cây đo độ này mình đo cái bao nhiêu độ ha. Âm 1, âm 2. Như vậy là mình quét được rồi nha. Nó lạnh nè. Đây là độ si á. Cái nước sốt này nãy mình pha nè. Bây giờ mình cho vào một nửa. Mình dùng số 2 nha. Dùng số 2 khoảng 30 giây rồi mình giờ mình lên số 4. Đã mình dùng 2 phút rồi. Giờ mình hạ xuống mình quét cho nó xuống. Nó dẻo rồi. Mình chú ý là lúc nào thịt nó cũng phải lạnh. Giờ mình rờ hai bên thành này nó lạnh nè. Thịt mình nó không có được lạnh thì mình cho vào tủ đá. Cho vào tủ đá mình để lạnh khoảng 4 tới 3 độ C. Rồi mình đem ra mình làm được nha. Bây giờ mình làm tiếp số 4 nè.
2 phút rồi mình thả xuống nha. Rồi các bạn nhìn nè, nó dẻo như này là mới đạt nha. Giờ rất là lạnh. Bột khoai tây với bột nổi mình trộn lại. Mình trộn cho đều là mình cho vào đây nửa cái chén như vậy. Mình cho vào đây khoảng 2 muỗng dung như vậy. Mình còn lại thì mình cho mình để làm phần sau. Giờ mình đánh tiếp nha. Giờ mình mở số từ từ nha, mở từ từ để không phải bột nó văng ra. Mình số 1. Mình cho vào đây 1 muỗng canh nước đá nè. 2 muỗng canh nước đá. 3 muỗng canh nước đá. Bây giờ mình để lên tới số 6 luôn nha các bạn. Máy nó hơi rung chút. Mình vét cái thành xuống nha. Vét rất là dẻo. Nó dẻo lắm các bạn ơi. Vậy là mới thành công. Làm giò sống này nguyên tắc là lạnh, thịt lạnh và thịt tươi. Mình
mình để số 6 luôn anh. Là xong rồi nha các bạn. Giờ nó dẻo chưa nè. Rất là dẻo luôn. Mình cho ra thao. Rất là dẻo đó các bạn ơi. Mình cho hết vào đây nha. Giờ mình cho hết gia vị vào ha. Giờ mình cũng để cái số 2 để giống hồi nãy thôi. Hai phút rồi mình quét nó, mình quét cái thành nó xuống. Trong khi chờ bên đây xong rồi mình đem cái thau này mình để vào trong tủ đá để một lát mình trộn lại hai cái chung với nhau. Giờ mình mở lên tiếp nha. Số 4 nè. Là xong. Cái này nãy mình cho vào đông đá nè. Hai cái mình trộn chung luôn. Mình cho vào đây hết. Trộn chung cho nó đều gia vị. Rất là dẻo các bạn. Mình trộn lại cho nó đều gia vị thôi chứ không có gì hết. Giờ mở số 2, mở từ từ. Các bạn nhìn nè, nó dẻo nè. Nó dẻo luôn. Mình làm nhiều như vậy nè, mình để trong cái hộp nhỏ đó. Mình để vào ngăn đông đá ăn dần dần. Mình dùng mình để nấu canh nè, hay là mình nấu bún mọc nè. Mình chiên cũng ngon. Làm nấu bún riêu cũng được nữa nè. Bún riêu mình cho này vào ăn ngon lắm. Món giò sống này mình làm nhiều món đó các bạn.
mình có thời gian đó, mình làm mình để trong ngăn đá tủ lạnh ăn từ từ. Mà nó cũng dễ làm lắm chứ không có khó. Mình chúc các bạn làm thành công nha.